Nam Phi. Nam Phi là một vùng chứ không phải là một quốc gia. Không ít người Nam Phi du lịch nước ngoài nhận được câu hỏi, bạn đến từ quốc gia nào ở Nam Phi? Trong khi đó, Nam Phi cũng là tên một quốc gia nằm ở miền Nam Châu Phi, lục địa có hơn 50 quốc gia, trong đó khu vực miền Nam bao gồm Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland và Nam Phi, ảnh, Cancer ship Nam Phi không bao giờ lạnh. Thực tế, mùa đông vẫn tồn tại ở quốc gia này thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8. Trước khi du lịch Nam Phi, bạn đừng quên xem dự báo thời tiết vì thành phố Cape Thao rất ẩm ướt vào mùa đông. Johannesburg lại đặc trưng với những cơn rông bão vào mùa hè. Còn vùng Karu cũng có những ngày đông khắc nghiệt. Ảnh Lugares Zenief Động vật hoang dã đi lại tự do Lần đầu đặt chân đến Nam Phi, câu du khách thường hỏi là Động vật hoang dã ở đâu? Thế giới tự nhiên ở đây phong phú với các loài động vật như voi, khỉ, chim cánh cụt, báo đốm. Tuy nhiên, du khách sẽ không thể nhìn thấy một con sư tử đi lại trên đường phố hay người dân cưỡi voi đi làm. Chúng đã được cách ly trong khu vực an toàn. Vì vậy để xem các loài động vật hoang dã, du khách hãy ghé thăm những khu bảo tồn thiên nhiên trên khắp đất nước Nam Phi. Ảnh Cancer ship Người dân địa phương nói tiếng châu Phi. Tiếng châu Phi không phải một ngôn ngữ. Quốc gia Nam Phi có 11 ngôn ngữ chính thức và hầu hết người dân đều có thể nói hai trong tổng số. Tiếng Anh rất phổ biến ở Nam Phi. Vì vậy bạn không cần lo sợ sẽ đi lạc vì không biết tiếng địa phương ảnh, MSN. Quốc gia chỉ có người da đen. Người da trắng chiếm một phần nhỏ trong dân số Nam Phi, khoảng 8% trong thống kê năm 2017. Hầu hết họ đều là người gốc Hà Lan, Đức, Anh và Pháp. Sau khi chế độ apartheid sụp đổ, giám mục Desmond Tutu đã đặt tên cho Nam Phi là quốc gia cầu vồng để chỉ sự hòa hợp giữa màu da, chủng tộc, văn hóa của những nhóm người khác nhau đang cùng chung sống dưới một quốc kỳ, ảnh, AS Hinglich. Nam Phi nhỏ bé Nam Phi có diện tích gấp 5 lần nước Anh và là một trong những quốc gia rộng lớn nhất trên lục địa châu Phi. Vì vậy, thay vì cố gắng khám phá Nam Phi trong vòng một tuần, du khách nên xây dựng một kế hoạch để tham quan những địa điểm thú vị ở đất nước này. Ảnh MSN Người dân sinh sống trong những túp lều Nam Phi từ lâu đã phát triển nền công nghệ, khoa học tiên tiến. Như các quốc gia khác, Nam Phi có sự phân cấp giữa các tầng lớp trong xã hội, giữa người giàu, người nghèo và tầng lớp trung lưu. Người dân Nam Phi cũng sống ở nông thôn thành thị trong những trang trại và biệt thự, ảnh, cancer ship. Y tế yếu kém Chăm sóc sức khỏe là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu của Nam Phi. Theo thống kê năm 2014 đến năm 2015 của nước này, chính phủ đã chi 157 tỷ rand, hơn 10 tỷ đô la Mỹ, cho y tế. Ca ghép tim thành công đầu tiên trên thế giới được thực hiện ở Viện Rousseau, Cap Town, Nam Phi, ảnh, MSN. Săn bắn bừa bãi Săn bắn là một hình thức kiếm sống của những cộng đồng vùng sâu vùng xa ở Nam Phi. Tuy nhiên, họ chỉ săn bắn những động vật nhỏ và các loài không có nguy cơ tuyệt chủng. Hơn nữa, Nam Phi còn có những chính sách nghiêm ngặt để bảo tồn động vật hoang dã trên toàn quốc. Ảnh: Cancer Ship. Không có hoạt động du lịch trong thành phố. Tham quan tự nhiên đóng vai trò rất lớn trong sự phát triển của du lịch Nam Phi. Tuy nhiên, quốc gia này cũng có những tour trải nghiệm thành phố như tour theo dấu chân Nelson Mandela, thành phố Cape Town hay những nhà hàng, quán bar quán rượu ở johannesburg và duban ảnh msn nam phi không an toàn cho du khách mặc dù vẫn tồn tại nạn trộm cắp và bạo loạn nam phi không phải là quốc gia nguy hiểm như các quốc gia khác khi đến nam phi du khách cần làm theo những hướng dẫn và quy định của địa phương đồng thời học cách bảo quản tiền đồ đạc có giá trị và hạn chế ra ngoài vào ban đêm ảnh msn lan hương